một chương trình bình luận đặc biệt tổng hợp tất cả diễn biến đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu, từ Ngoại hạng Anh đến La Liga, Bundesliga, Serie A. Những phân tích chuyên sâu về các đội bóng, những câu chuyện hậu trường thú vị và hấp dẫn, những góc chiến thuật nằm trong bộ óc siêu việt của các huấn luyện viên. Sân cỏ chuyển động, 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh NCM, bắt đầu từ mùng 6 tháng 10 năm 2016.